vừa qua, Bộ Nông nghiệp Mỹ đã cho đăng công báo liên bang đề xuất xin ý kiến công chúng đóng góp, bổ sung và sửa đổi các quy định cho phép trái xoài tươi của Việt Nam được nhập khẩu vào thị trường Mỹ. Với động thái của Bộ Nông nghiệp Mỹ, có thể khẳng định gần như chắc chắn sản phẩm trái xoài tươi sẽ là loại trái cây thứ 6 của Việt Nam được Mỹ cho phép nhập khẩu vào tiêu thụ từ cuối năm nay. Theo tính toán của các chuyên gia, với quyết định cho phép nhập khẩu xoài tươi của Việt Nam, dự kiến hàng năm Việt Nam có thể xuất sang Hoa Kỳ khoảng 3.000 tấn xoài tươi, tương đương khoảng gần 1% lượng nhập khẩu xoài tươi của quốc gia này. Hàng năm, Hoa Kỳ phải nhập khoảng gần 400.000 tấn xoài tươi chủ yếu từ các quốc gia như là Mexico, Peru, Ecuador, Brazil và Guatemala để có thể đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước.